Lúc Phật còn ở đời, có một ông già hơn 80 tuổi muốn xuất gia tu đạo. Bèn đến Tịnh Xá Kỳ Hoàn xin xuất gia. Chẳng may hôm đó Phật đi ra ngoài khất thực. Những vị A-la-hán vận dụng thần thông để quan sát nhân duyên của ông già, song tìm chẳng thấy ông già này có chút căn lành nào. Tại sao? Vì họ chỉ biết nhân duyên trong 8 vạn đại kiếp. Mọi người quan sát rồi, thật tìm chẳng được chút căn lành nào. Bèn từ chối không cho ông già xuất gia. Những vị đại A-la-hán đó nói với ông già rằng: Ông già ơi, vì ông chẳng có căn lành xuất gia, cho nên ông không thể xuất gia. Ông chẳng có gieo trồng hạt giống bồ đề, muốn xuất gia chẳng đủ tư cách, xin ông hãy đi về. Ông già nghe nói quá thất vọng, bèn nói: Tôi cảm thấy đời người vô thường, khổ nhiều vui ít, là thật tâm muốn tu hành, cầu được giải thoát, chứ chẳng phải muốn nương Phật mặc áo ăn cơm, xin các vị tôn giả từ bi phá lệ thu tôi làm chú tiểu sa di. Ông già cầu thỉnh 3 lần nhưng vẫn chẳng được xuất gia, bèn cáo từ rời khỏi Tịnh Xá Kỳ Hoàn, tâm càng nghĩ càng thương tâm. Đệ tử của Phật chẳng từ bi, nói mình chẳng có căn lành, vậy khi nào tôi mới có căn lành mới có thể xuất gia? Do đó vừa đi vừa khóc, bất tri bất giác đi đến bờ sông Hằng, nghĩ muốn tự tử, chẳng còn muốn sống nữa. Đang chuẩn bị nhảy xuống thì Phật hiện đến. Đức Phật hỏi: Ông già, ông làm gì đó? Đừng có làm như thế, đây là hành vi ngu si nhất. Ông già khóc lóc nói: Còn muốn xuất gia tu đạo mà đến Tịnh Xá Kỳ Hoàn, nhưng đệ tử của Phật chẳng cho con xuất gia, nói còn đời trước chẳng trông căn lành xuất gia, còn cảm thấy sống chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng chết đi cho thanh tịnh. Phật an ủi ông ta: Ông đừng có tự tử, phải biết thân người khó được, hãy đem dũng khí để sống, ta hứa cho ông xuất gia. Ông già đẫm lệ hỏi: Ngài là ai? Phật Tử Tốn nói: Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni mà ông muốn gặp đó. Lúc đó ông già òa lên khóc, đành lễ Đức Phật, theo Phật trở về Tịnh Xá. Phật làm lễ quy y cho ông già xuất gia. Những vị đại A-la-hán cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi Phật. Ông già xuất gia rồi, sớm tối siêng năng tinh tấn, chẳng bao lâu chứng được quả vị A-la-hán. Lúc đó những vị A-la-hán khởi hoài nghi, bèn thỉnh cầu Phật khai thị là nhân duyên gì khiến cho ông già chứng quả. Phật nói rằng: Các con chỉ biết sự việc trong 8 vạn đại kiếp mà chẳng biết sự việc ngoài 8 vạn đại kiếp. Ông già này trước 8 vạn đại kiếp là tiểu phu đốn củi, mỗi ngày vào núi nhặt củi. Một ngày nọ, ở trong núi gặp con cọp, ông ta vội chạy lên cây tránh cọp. Con cọp đó rất thông minh, dùng răng cắn thân cây, vồ thân cây để cho ông ta rớt xuống. Trong lúc sợ hãi như vậy, trong tâm hốt hoảng bèn kêu lên: Nam mô Phật. Tiếng Phật đó làm cho con cọp bỏ đi, tánh mạng của ông tiểu phu cũng an toàn. Đây là lúc bình thường chẳng đốt hương, việc xảy đến thì ôm chân Phật. Nếu ông ta lúc nào cũng niệm Phật thì sẽ được vãng sinh về cõi cực lạc. Vì một tiếng Nam mô Phật mà ông ta có tư cách xuất gia. Các con biết gần mà chẳng biết xa, biết phàm mà chẳng biết thánh. Các con có chỗ biết, có chỗ chẳng biết. Lúc đó các vị đại A-la-hán mới minh bạch tiền nhân hậu quả. Phật thì chẳng có gì mà không biết, phiền não của Phật cũng chẳng còn nữa, cho nên gọi là hai hạnh vĩnh tuyệt.